Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một siêu phẩm đẳng cấp thế giới. Chắc các bạn cũng đã biết, Nhật Bản là một nước rất phát triển về công nghệ GAV. Và chính vì thế nên hôm nay mình đã xách về quả kiếm như thế này. Catalogon Black. Đây là thanh kiếm Nhật mạnh nhất lịch sử GAV. Xuất hiện trong truyền thuyết và nó đang là một vật cận chiến độc quyền tại CF USA. Không về Việt Nam nên đành phải chơi hàng thật. Mà thôi, bây giờ mình xin phép review luôn. Tôi xin giới thiệu qua trước. Con hàng này có chiều dài 1,2 m, bằng kích thước chuẩn của thanh kiếm thật. Nhưng dài mà nó còn rất đen, các bạn có thể thấy. Đầu tiên là phần vỏ. Vỏ kiếm được làm bằng loại gỗ đen quý hiếm. Theo kinh nghiệm của tôi thì đây là gỗ mun. Và cái dây dây này buộc vào cho đẹp thôi chứ chả tác dụng. Chuôi kiếm với thắt dây rất tỉ mỉ, chuẩn xác, chuyên nghiệp, nhìn rất tinh tế, đẹp mắt, các bạn thấy. Và có cả sợi dây xích trang trí nhìn rất hầm hố, bắt mắt. Và sau khi rút kiếm này, lưỡi kiếm được làm bằng thép carbon đen đặc, không gỉ, rất cứng và bóng đẹp. Đây là phiên bản mô hình không sắc nhọn. Các bạn có thể dùng để luyện kiếm, trưng bày hay là cosplay làm gì đấy. Và bây giờ tôi xin thử cảm giác cầm nó trên tay. Vâng, một cảm giác rất hưng phấn tuyệt vời. Đây là một thanh kiếm rất đầm tay, chắc tay. Tôi tin rằng khi các bạn cầm trên tay sản phẩm này, các bạn cũng sẽ nghi như tôi. Vâng, tôi vừa thử vài đường kiếm thì thấy rất sướng tay, mượt mà. Và không còn, còn tôi không còn gì nói nữa. Trên cả tuyệt vời. Hiện tại thì món hàng này rất là quý hiếm, không có chỗ nào bán. Và bạn nào muốn mua thì lại liên hệ với mình tới số 0968 538 034, tại Hà Nội. Và con hàng này có giá 900.000.